Hello và xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Rất là vui gặp mọi người trong video này. Và khi mọi người có thể thấy khởi đầu trận đấu thì mình đang có một con Atrox cầm quyền trượng mọi người nhá. Và một cái gậy cầu khổ, thì game này mình sẽ làm cho mọi người xem một trận đấu có 3 quyền trượng đi. Một trận đấu sẽ có x3 cho quyền trượng mọi người nhá. Và để xem trận đấu này sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ đó hay không thì cùng theo dõi để biết thêm chi tiết ạ. Atrox là tướng một vàng và thực sự là nếu như mà sát thương của nó thì cũng rất là khủng như 3 quyền trượng mọi người nhá. Có rất nhiều vị tướng một vàng sát thương rất là khủng. Atrox là một ví dụ, Kalista, Vayne, những vị tướng đó sát thương rất là ổn. Anh em có một ý tưởng gì hay là một cái content gì thì cứ comment ở dưới nha, mình sẽ cố gắng làm cho mọi người xem ý tưởng đó. Draven này. Chịu rồi, gặp Draven nó xuyên giáp như này thì chịu sao win rồi. Draven phiên bản này đang là một cái gì đó rất là hot trend mọi người. Siêu mạnh luôn. Và vào thứ năm tuần này thì sẽ ra một phiên bản 11.20 mọi người nhá. Một cái phiên bản mà mình cảm nhận thấy là một phiên bản tuyệt vời nhất. Tuyệt vời nhất trong những cái bản mùa năm này luôn. Nó sẽ boost được đầy hệ long tộc khá nhiều. Có thể nổ ra một quả trứng có 2 Nico và 3 con Handy Midinger. Lắc lắc 3 quyền trượng thì mình nghĩ là cũng có thể one shot ở đấy. Cũng khá hay mạnh với mọi người. Còn lắc ấy, lắc cũng khá là mạnh nha. Từ trước mình có làm lắc 3 mũ thì một cái khi mà nó chạm vào người đối thủ ấy, dùng skill đang chạm người đối thủ thì lên khoảng tầm 4.000 sát thương. Nó mạnh chưa? Hãy 2.000 máu. Ui sổ Kalista one shot kìa. Mạnh lắm mọi người, Kalista như mình đã nói đấy. Nhưng vị tướng một vàng sát thương lỗi nhất ấy. Đó, Kalista là một trong tướng vị tướng đó. Nếu như anh em mà bui thử Kalista full chí mạng nữa thì còn kinh khủng hơn nữa mọi người nhá. Sát thương một phát của nó lên khoảng tầm 20k đam là chuyện bình thường. Bây giờ mình sẽ lấy Zeke đi. Hy vọng ở round 3.6 sẽ là một trang bị xịn sò nhá. Như một cái quyền trượng hay là một cái gì đó hấp dẫn. Có Galio này mình chắc phải chuyển qua long tộc một chút đi nhở. Galio mà long tộc thì không long tộc mà không chơi đời không nể mà. Ông này đang có Kama, Syndra. Atrox của mình thì gặp Syndra cũng hơi vã mọi người. Bởi vì sao? Syndra nó quăng đi á, không thể đứng để đâm được. Đó, một thiệt thòi khá lớn khi không được, không thể đâm mọi người nhá. Trời ơi, lắc thêm không? Lắc one shot đấy. Còn lắc sát thương nhiều khi nó bị lỗi cực kỳ luôn á. Kiểu nhân đang kiểu yên á, bùng một phát chết tươi luôn. Ngọn giáo Hirana, chén hồ quang, mình sẽ lựa chọn trang bị chén hồ quang mọi người nhé. Mình sẽ lựa chọn trang bị chén hồ quang, bởi vì cái chén hồ quang này ấy, nó vừa có tăng sức mạnh pháp thuật mà lại còn tăng thêm cả, nó sẽ cho thêm khả năng 10% hút máu nữa, hút máu phép nữa.
Nên là nếu mình làm kiểu ba quyền trượng hay là ba mũ đi thì cái trang bị này là một trang bị cực kỳ hợp lý luôn, dành những vị tướng mà không có khả năng hồi phục ấy, thì nó sẽ có thêm 10% hút máu. Headshot này. Ui, hù đi kìa, cuồng đao. Quyền năng. Mọi người đang thấy thì mình đang có một quả trứng level 4 nhá mọi người nhá. Một quả trứng level 4 hiện đang xuất hiện đây rồi. Thì quả trứng level 4 này ý, thì tỷ lệ con eco của nó là phải tầm 90% là con eco. Quả trứng level 4 màu đỏ nha, màu cam nha. Cực ngon luôn á. Ui lại gậy có khổ này. Cái này nhiều gậy có khổ các mọi người ơi. Hay mình sẽ làm về content 3 mũ nhở. Ok mọi người ơi, mình sẽ chuyển sang cái chủ đề đó chính là 3 mũ nhá. Lucian, Ron đen thế nhở? Galio, được ra gần 3 mũ thì nhìn nó kiểu nó hơi hãm tài một chút. Kama ra nhiều ghê luôn, nhưng mà Kama 3 mũ mình đã làm một video rồi, mình cũng đã làm một video về Kama 3 mũ rồi, nên mình cũng không muốn làm về nó nữa. Nearly này, ui, cái này mày thua chắc rồi, ông này đồ khỏe, đồ hình khỏe quá, đồ đẹp ghê. Áo xong lửa, Olaf đồ cũng rất đẹp. Rồi 54 máu lại bị thọt tiếp rồi, bởi vì trên 5 long tộc của mọi người, trên 5 long tộc thì phải chấp nhận cái giá phải trả, đó chính lượng máu mình sẽ mất rất là nhiều thôi. Chứ anh em phải biết là mình mà không chơi long tộc thì mình chơi những đội hình khác ấy, thì cái khả năng chống chịu, cái khả năng gọi là giữ máu của mình rất là tốt, nhưng mà khi chơi long tộc thì khả năng giữ máu của mình sẽ bị thu hẹp rất là nhiều. Lại gậy có khổ nữa. Oh my god. Ôi phun vàng luôn mọi người ạ. Phun vàng luôn. Lên phát 52 vàng luôn. Ok bây giờ mình sẽ làm về 3 mũ mọi người nhá. Một vị tướng cầm 3 mũ phù thủy. Bây giờ ôi Fido Stick à. Fido Stick 3 mũ. Ôi thế là ok end game nha mọi người. Mình sẽ làm về Fido Stick X 3 mũ phù thủy. Khi mà Ron đã hit như này rồi thì phải chơi thôi. Ok cho Ivan vào kích hoạt một chút liên quan tới kiểu là tà thần đi. Để nó đang trong trạng thái hồi sinh thì vẫn thể dùng skill được. Rồi ok. Đội hình chốt mình cho mọi người nhá, chốt đội hình luôn, đó chính là mình sẽ chơi Fiddle Stick X3 mũ phù thủy. Hy vọng sẽ lên được 3 sao. 3 sao nữa là một cái gì đó tuyệt vời hơn nữa. Được đó, vần thiên thần. Ông thiên thần này khỏe quá mọi người ạ. Đang chưa gì ở level 7 đã có hai cái thiên thần nhân tạo rồi, và ông này chắc chắn sẽ có 9 thiên thần. Một đối thủ rất là đáng gờm để có thể tranh vào top đấy mọi người. Mình thì xíu nữa up level 8 thôi. Mình chỉ cần up level 8 là mình sẽ loại bỏ long tộc ra. Khi mình lên level 8 thì mình sẽ bỏ loại bỏ long tộc ra mọi người nhá. Không cho long tộc nữa. Bây giờ cứ để long tộc một chút để xem có những quả trứng 4 level 4 level 5 nào không. Để tăng một chút cái lợi tức ấy. Bởi vì mình đã hy sinh vì nó quá nhiều rồi thì mình không thể để bỏ ra sớm như vậy được. Khi mà chưa có một cái thành quả gì. Ít nhất phải có một cái Nico. Em cùng xem lượng sát thương của Fiddle Stick này. Mình đang có 7 trận thua là sắp nổ hũ rồi ấy. Chỉ mình nổ hũ mọi người nhá. Fiddle Stick chỉ cần được dùng skill chuẩn thôi, chỉ cần skill chuẩn thôi là đẹp. Soraka kìa.
Golden Fiddlestick. Đúng rồi, đấy, như thế này này mọi người ơi. Chết. Chạm là chết mọi người nhá, chạm là chết luôn. Ôi, mạnh vãi nồi. Cố gắng cho anh em xem một siêu phẩm nào. Đó chính là Fiddlestick. Fiddlestick X3 xong bị mua thì 3 sao 3 mũ. Em thấy không? Mình khi khởi đầu trận đấu ấy, khi nào mình cũng sẽ rất là thích lượng máu sẽ thấp mọi người nhá. Lượng máu càng thấp càng tốt. Bởi vì khi mà lượng máu thấp ấy thì mình sẽ nhặt được những thứ mình cần á. Nó sẽ không bị mất đi. Chứ khi mà lượng máu cao quá thì những cái thứ mình cần, như kiểu những trang bị mình cần á. Ví dụ nếu mà bây giờ mình làm 3 mũ ấy mà đứng vị trí cao quá thì mình sẽ không thể nhặt được cái gậy có khổ này để kích hoạt 3 mũ rồi. Ok. Đến bãi quái thì mình sẽ bắt đầu hai bron một chút. Ron thứ chết luôn để kiếm một cái khả năng ra được con ra được con, đó chính là con Fiddlestick 3 sao nha. Mình có một Neko là như mình đã nói rồi, quả trứng level 4 màu cam ấy, màu đỏ ấy, thì cái tỷ lệ ra Neko của nó sẽ cực cao. 90% mà. Mình chơi rất là nhiều trận đấu rồi và trận nào nếu mà có trứng của màu cam level 4 thì đều ra Neko cả. Fiddlestick. Đúng rồi. Em thấy không? Nó kích hoạt thêm cái khả năng 10% hút máu phép của cái trang bị chén sức mạnh nữa nên là nó rất là bá. Tuyệt vời luôn. Volibear luôn, ngon quá. Volibear luôn mọi người ạ. Rare à? Rare 3 mũ à? Cứ để thôi. Nếu mà Ron ra nhiều thì chơi, còn Ron không ra nữa thôi. Cái le này. Top 1, top 2, top 3, top 4 này. Ok, vậy là có một người đang cầm Fiddlestick rồi. Một người cầm Fiddlestick mọi người nhá. Một ông đang cầm Fiddlestick rồi. Thì mình cái khi mà có một người chơi mà trở lên Fiddlestick 2 Fiddlestick 2 sao thì mình sẽ Ron cực khó luôn. Bay hơi ngu rồi. Nhưng mà lượng sát thương vẫn dư giả để có thể làm một cái điều gì đó. Báo quạ. 750 sát thương khi mà đạt bước 3 sao. Thì nếu mà mình 3 mũ thì chắc lên khoảng tầm 4.000 sát thương, 3.000 sát thương gì đó đấy. Rail. Neko không? Ôi, được cái gì nhỉ? Cái kia sao nó lại ra nhìn nó ra ủng à? Như chơi thần tài, mọi người chơi thần tài hay ra ủng lắm. Không ra Fiddlestick luôn. Ảo rồi, bị lừa rồi mọi người. Thì à? Đáy máu à? Bị Fiddlestick lừa rồi. Lúc nãy Ron level 7 Ron đỏ thế mà level 8 kìa. Hemlinger này. Mình sẽ bỏ con Uri ra nha mọi người để kích hoạt con Hemlinger đi. Vẫn giữ 5 long tộc lại nhờ, hay là xoay bài chúng ta. Ui, Rail, Gwen, Nautilus, Lux, Axan. Ron mãi mới ra thêm một con Fiddlestick nữa. Cô dạy em bài thể dục buổi sáng. 1, 2, 3 ta hít thở. Sang hai tay lên đầu giường. Bây giờ thì nếu như mà để mình lựa chọn trang bị, mình sẽ lựa chọn con cái giáp hồi sinh người nhá. Mình không hiểu tại sao mà con Ivan nó ở cái con Fiddlestick nó ít ra vậy ta.
Lúc đầu ra nhiều, giờ sao không ra nhỉ? Bởi vì mình check thấy đâu ai chơi nhiều đâu mà sao không ra ta. Thiên thần này, 36 máu AC, sâu 32 sâu Jin này. Hôm này thì rắc này, Temo này, áo trong lửa này, Nocturne. Hôm này cầm một con Fiddlestick thôi, chỉ cầm một con thôi. Bây giờ mình chỉ cần 4 con, 3 con Fiddlestick nữa mọi người nhớ, 3 con Fiddlestick nữa, mình có Fiddlestick 3 sao. Và một cái kết khá đẹp đây. Volibear trần nhảy một phát thôi là đủ rồi. Một phát thôi đúng rồi, để Fiddlestick tích được cái năng lượng để có thể bay. Bay đờ ra vần của chúng tôi này. Hút máu ghê thế nhở, hút máu ghê quá nhở. Ủa, Kama đồ mọi người ơi, đẹp quá. Sâu Jin kiểm kiếm súng đấy chứ. Ảo thật. Cái ông ok, chúng ta cái người chơi cầm con Fiddlestick đã hy sinh rồi. Đã chết trên sân địa rồi. Bây giờ thì Long tộc, chính là 4 Long tộc này mọi người. Ui, ngon thế nhở. Chờ giờ chỉ còn một con Fiddlestick nữa thôi mọi người nhá. Một con Fiddlestick nữa là mình có sẽ có Fiddlestick 3 sao. X3 mũ phù thủy. Mình đang muốn kết hợp thêm một chút liên quan tới kiểu là hệ thuật sĩ để có thể hồi phục cái lượng mana, bút mana càng nhanh càng tốt đấy. Fiddlestick bay. Bay góc hơi ngu mọi người ạ. Bay góc không được đẹp cho lắm. Nhưng sao? Vẫn còn Ivan nữa, ok đâu. Đấy là một cái sự lựa chọn. Giáp hồi sinh cho Ivan khá là tốt. Không hồi phục thì bạn chết đi chân gì nữa. Chỉ sợ hồi phục thôi, không hồi phục thì cân được. Fiddlestick không? Có Fiddlestick mọi người ạ, ok. Mình sẽ phải lấy con Fiddlestick này hoặc là lấy Temo. Temo thì ngon hơn, Temo mình có 4 tuột sĩ luôn á. Nhưng mà lấy Fiddlestick cũng được, cầm một cái áo tròn tính lặng, đúng thứ mình cũng đang cần. Ok. Mình sẽ lấy Fiddlestick lên 3 sao luôn đi. Temo xíu Ron ra thì ra, không ra thì thôi vậy. Bây giờ mình đang có 4 tà thần, 3 long tộc và mình sẽ đẩy long tộc đi luôn. Đang có dư một cái thìa nữa. Để xem mình có thể Ron lên được con Fiddlestick 3 sao chay không nha. Ok, vậy thì lên 3 sao đi. Tính Ron chay rồi xong mình sẽ sử dụng cái kia cơ. Top 1, top 2, 9 thiên thần nữa rồi. Ghê vậy. Fiddlestick 3 sao của mình nó vẫn hơi mông lung mọi người. Chưa biết được là có thể chiến thắng hay không. Ok, AC bị ăn một cái áo trong tính lặng ở mồm rồi. Điều là vần 2. Volibear nhảy được rồi. Fiddlestick bơi, bay đi, xem nào. Ui, sát thương kìa. Ghê lừa cực mạnh mọi người ạ. Tốc độ clear của con Fiddlestick thì cực kỳ đỉnh cao rồi. Sát thương của nó lại quá nhiều. Em cùng xem sát thương của nó nha. Nó tận lên đến 2800 sát thương một cái mỗi giây gây lên kẻ địch. Vậy nên là anh em thấy sát thương 14.000 này tồn tại càng lâu thì nó sẽ càng khỏe mọi người ạ. 9 thiên thần thì rất là khỏe rồi. Mình chỉ sợ 9 thiên thần với con Sinora thôi. Con Sinora nó sẽ nó quăng quật đấy mọi người. Nên là Fiddlestick mình khó có thể đứng im để dùng skill được. Đó. Trời ơi. Khó chịu không? À đủ. Em thấy không ạ? Game nó hơi ảo nha. Con Sinora này một con cực kỳ lỗi luôn á. Nó siêu lỗi luôn, không phải lỗi bình thường nữa. Ba bí ẩn đúng không? Mình chơi bí ẩn đi mọi người. Bởi vì game này thì cũng thấy hơi nhiều cái lượng sát thương phép đó mọi người. Hơi nhiều cái lượng sát thương phép thuật á. Garen. Mình còn giữ cái thìa nữa nhưng mà bây giờ thì đây để đây đi. Gặp ai đây? Titan Z đang cho mình cung thủ. Và cung thủ này gặp con Fiddlestick của mình thì bốc hơi trong vòng tích tắc thôi. Ok. Fiddlestick ơi, bay một góc đẹp thực sự nào. Đúng rồi, clear luôn mọi người ơi.
trời ơi. Chỉ cần đi nhẹ thôi mọi người, bước nhẹ thôi nhá, bước nhẹ thôi, có bàn chân lặng lẽ thôi là đi luôn. Top 1 thua luôn rồi. Top ông chín thiên thần này khỏe quá. Lại quá thêm quả dâu xin, sâu zin á. Ôi. Oh my god, trời ơi. Ở Velcot đã có một cái sâu zin sẵn rồi, chờ thêm quả sâu zin nữa thì chịu rồi. Ông này đang có hai thiên thần nhân tạo luôn đấy chứ. Đúng game nhân phẩm mà. Game nhân phẩm thực sự luôn đấy mọi người. Nico đi, để cho Volibear lên 2 sao luôn được. À, quên thì mình bắn Lắc nhỉ. Lắc đang bí ẩn mà, quên mất tự nhiên bán ý. Bây giờ thì mình sẽ cho cái giáp hồi sinh này vô cho con Volibear nha. Perfect mọi người ạ. Ok, lắp chút thần sứ luôn đi. Ôi à, pha này mình không có trong tính lặng đẹp rồi, mình mải Ron quá, quên check map. Bye Fiddlestick ơi, đúng rồi, hay quá, hay quá, hay quá mọi người. Tuyệt vời mọi người ạ, quá mạnh, quá khủng, quá khủng khiếp sát thương của Fiddlestick. Ok, bây giờ thì hy vọng sẽ ra một hệ bí ẩn nhân tạo đi, để mình có thể kích hoạt 5 bí ẩn, Temmo luôn ạ. Bây giờ mình lấy Temmo để mình kích hoạt 4 thuật sĩ à. Temmo kích hoạt 4 thuật sĩ ư? Thôi, không mông lung. Chơi chắc kèo mọi người ạ. S Hunter, cái đéo gì vậy. Nó là con... nó là một cái gì đó khá là đỉnh cao đấy bạn ơi. Fiddlestick. Ôi, ông này chuẩn bị lên Velcot 3 này. À, con Velcot 3 này mọi người ơi. Đó, trong tính lặng nó lại nha. Chúng ta đang gặp đối thủ đó chính là cua bò. Đang có cho mình đội hình vệ binh. Trời ơi, dường như là con Fiddlestick rất khỏe. Nhưng mà game này thì hơi mông lung bởi vì mình đang hơi ớn cái ông thiên thần á. Đây, thiên thần đây mọi người này. Rất là khỏe luôn. Game này thì mình không thể nào Echo vàng lên để lên level 9 được rồi. Bởi vì lượng vàng của mình khá là thấp rồi. Bây giờ mình sẽ cố gắng kiếm không ra thêm gì nhỉ. Mình đang dư con Galio, mọi người, con Galio hơi dư hơi phí ấy nhỉ. Mình để con Heminger vào để có một cái khả năng gọi là một cái skill để đốt đối thủ á. Bay. Cố lên Fiddlestick ơi, đừng để thua nha. Vút lộng, vút rồng này. Ui, skill nó gồng lâu quá mọi người ơi. Nhưng mà con Velcot này với cả Sinora này khó chịu lắm. Tuyệt vời, perfect. Bí ẩn nhân tạo đi. Thiết giáp. Ui, chỉ là thiết giáp thôi, tái tạo đó mọi người ơi. Không có bí ẩn nha. Lại thêm một cái giáp hồi sinh nữa mọi người này. Lại thêm giáp hồi sinh nữa. Mình đang chơi đội hình ôi lấy mất giáp hồi sinh rồi. Bây giờ thì mình sẽ lựa chọn một cái trang bị mà phải gọi là nó khá là perfect, đó chính là thêm một cái ấy nữa, áo trong tính lặng nữa. Game này nhiều người chơi kỹ năng quá, mình phải cầm hai áo trong tính lặng thì mới đủ đô được. Ui, 3 con Kama kìa. Game nhiều khi nó ảo ma Canada thực sự mọi người ạ. 3 con Kama luôn. Giờ chạy đi đâu. Nói chung cầm hai áo trong tính lặng như này thì chạy đi đâu cho trời trời khỏi nắng luôn mọi người.
hai bạn solo với nhau, mình gặp bạn ảo vòng này rồi. Bốn bí ẩn chúng ta sẽ được tận 190%, 190 kháng phép mọi người nhé. Bay đi đâu trên đấy luôn, như kiểu một cái gọi là chúng ta thần hủy diệt vậy, đi đâu chết đấy luôn, nhích mát chết luôn mọi người. 11.000 sát thương, ok. Chúng ta chỉ còn một cái chơi nữa, đó chính là chiến thiên thần. Kale chuẩn bị 2 sao, Velcon này, ông này chuẩn bị lên Velcon 3 mọi người nhá. Velcon 3 này cũng khá là căng, nói chung lên lực Velcon 3 thì mình tỷ lệ thắng của mình nó sẽ thấp đi có nhiều đấy. Ui, lên luôn rồi, ghê chưa. Không ra Volibear hay là con ấy nhở? Philostick ơi! Ôi, cái sát thương ở Velcot 3 sao? 9 thiên thần mọi người kìa. Mình đang có một chút bí ẩn rồi đấy, mà còn phải gặp cái cảnh mà kinh khủng như này luôn. Tôi chịu rồi, nhân phẩm này cao quá. Nhân phẩm quá cao so với quy định luôn rồi. Tái tạo này. Bây giờ mà cái tái tạo cho iPhone người quen, nhưng mà người quen cho lên 2 sao chứ. Giờ lên Volibear 2 sao là may đang win được để nó nhảy á, nhảy mất cái kỹ năng của con Velcot đi. Xin nó ra random mà toàn sâu zin, nó vút rồng này, các kiểu gờ quen luôn, khỏe vãi. Nico hay quá, gờ quen 2 sao rồi, Volibear 2 luôn đi. Volibear 2 luôn đi. Check back một chút mọi người nhá. Ui, áo trong tính lặng này. Chết rồi. Tay của mình kìa. Oh my god, cái tay của tôi. Mất con chén sức mạnh rồi. Con chuột mình nó cứ bị sida nào mọi người. Bay vào, ui, bay góc ngu quá mọi người ơi. Bay góc đấy thì hỏng rồi, hỏng hết bánh kẹo rồi. Quan trọng là Fiddle Stick phải bay vào góc nào mọi người ạ. Chứ bay góc đấy là chịu rồi mọi người ơi, chịu luôn. Khỏe quá, 9 thiên thần, cái giáp rất là trâu luôn mọi người thấy không? 273 kháng phép, 283 giáp, như này thì chơi cho được. End game. Cảm ơn mọi người nha. Chào tạm biệt.